Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng lại lấy tiền thuế dân in sách về danh dự. Các báo Việt Nam vừa được lệnh của ban tuyên giáo về việc đưa tin ca ngợi cuốn sách mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, có tựa là Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Sách do nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật phối hợp với Bộ Công an ấn hành kinh phí lấy từ tiền thuế của dân. Theo báo Lao động, tại sự kiện ra mắt cuốn sách nêu trên thì ông Trần Quốc Tổ là thứ trưởng công an và là em trai của ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước, phát biểu ca ngợi cuốn sách mới nhất của ông trọng. Như mọi lần in sách trước đây, cuốn mới nhất chỉ là tập hợp những bài phát biểu chỉ đạo của ông trọng tại các sự kiện, buổi lễ được thuộc cấp gom lại và in thành sách để ca tụng ông này. Cũng theo tờ Lao động về tổ chức biên soạn cuốn sách có sự chỉ đạo toàn diện của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Theo giới quan sát, đặc điểm chung của những cuốn sách của ông Nguyễn Phú Trọng là dù mỗi cuốn được in nhiều bản nhưng không hề được bán ở các nhà sách mà chỉ được phân phát miễn phí trong hệ thống cơ quan nhà nước. Việc in sách của ông Trọng không chỉ khiến tốn kém tiền thuế của dân mà còn theo kéo theo việc các địa phương thi nhau tổ chức hội thảo khoa học về sách của tác giả này. Sau mỗi lần sách phát hành, các báo ở Việt Nam đều được lệnh của Ban tuyên giáo đăng bài ca ngợi về ý nghĩa và tầm quan trọng của sách ông Trọng. Vẫn tư liên quan tới Việt Nam, các sắc phong của triều Nguyễn đang bị rao bán tại Trung Quốc nên được hồi hương bằng đường ngoại giao thông qua lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải. Đây là đề nghị do giám đốc sở Văn hóa và Du lịch Thể thao tỉnh Phú Thọ đó là ông Nguyễn Đắc Thủy đưa ra và truyền thông của nhà nước Việt Nam loan tin vào ngày 13 tháng 4. Sắc phong là văn bản truyền ra mệnh lệnh của vua để phong chức cho các vị quý tộc, các viên chức rồi khen thưởng cho những người có công hoặc là phong thần và xếp hạng cho các vị thần, được thờ trong các đình đền trong tín ngưỡng làng xã của người Việt Nam. Văn kiện, sắc phong thường làm bằng loại vải hay là giấy đặc biệt. Tuy vậy, nhiều địa phương vẫn còn bảo lưu được số lượng sắc phong tương đối lớn. Riêng tại xã Dị Nậu của tỉnh Phú Thọ đang cấp tốc điều tra xác minh thông tin là các sắc phong của đền quốc tế thuộc xã bị mất cấp vào năm 2021 nay được thấy bị bán trên mạng Internet ở Trung Quốc. Vào ngày 11 tây tháng 4 vừa qua, một tài của Facebook có tên là Trần Ngọc Thông đăng bài viết có nội dung như sau. Thật là đau xót khi mà sắc phong của đền quốc tế của xã Dị Nậu, huyện Tam Nông của tỉnh Phú Thọ bị đánh cắp vào năm 2021 và nhiều sắc phong của các làng xã ở Việt Nam được rao bán công khai trên mạng Internet tại Trung Quốc Hình chụp hiện vật số 2181 được đăng tải trên trang bán đấu giá của công ty Trung Quốc Tượng Hải có tên là Dương Minh, có đăng tải nội dung đấu giá các hiện vật được cho là sắc phong của Việt Nam. Phần tin tức mô tả ghi đây là sắc phong dưới triều Nguyễn của Việt Nam, được bảo quản tốt, có thể gọi là hàng hiếm. Các sản phẩm được bán đấu giá vào ngày 22 tháng 4 với giá khởi điểm là từ 2.800 cho tới 3.500 nhân dân tệ, tương đương vào khoảng 400 cho tới 500 Mỹ Kim. Đáng chú ý, một số hiện vật trong số này được cho là các sắc phong mà đền quốc tế ở xã Dị Nậu bị mất trộm hồi năm 2021. Khi đó, kẻ trộm đã đột nhập và dùng xà beng phá két sắt lấy đi nhiều sắc phong, sách cổ, đều là những cổ vật có giá trị về mặt văn hóa và lịch sử. Ngôi đền có tên là Quốc tế, còn được gọi là đền thượng, là nơi lưu giữ tư liệu quý hiếm thời Lê như là ngai thờ, án giang, cũng như là Kiều Bắc cống, kinh sách và sắc phong. Ngoài ra còn có sắc phong của nhiều triều đại, trong đó cổ nhất là sắc phong của vua Lê Chân Tông hiệu Phúc Thái tấn phong cho ngài Cao Sơn vào năm 1645. 488 biệt thự nhà phố xây trái phép có dấu hiệu vi phạm hình sự. Vào ngày 13 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận thanh tra dự án 488 biệt thự đã xây trái phép ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định có hơn 20 lãnh đạo, cán bộ các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom sai phạm, trong đó văn phòng đăng bộ đất đai tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo điều 174 Bộ luật hình sự. Theo Ủy ban Nhân dân Đồng Nai năm 2016, khu dân cư thân thịnh được chính quyền tỉnh chấp thuận địa điểm dự án tại xã Đồi 61. Hai năm sau, tỉnh phê chuẩn quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500, cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư. Diện tích đất của một dự án nguồn gốc 402 thừa đất của nông trường cao su An Viễn và các hộ gia đình cá nhân – trong đó có 339 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ gia đình cá nhân và công ty cổ phần đầu tư LDG với diện tích hơn 15 hecta. Công ty này sử dụng các thửa đất thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay không đúng quy định pháp luật. Mặc dù chưa được giao đất và chuyển mục đích sử dụng hay cấp giấy phép xây dựng, công ty đã xây 488 căn biệt thự, nhà liên kết, nhà liên kế 290 căn đang xây giang dở. Công ty LDG cũng đã ký hợp đồng bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng, tương đương hơn 5.6 triệu Mỹ Kim, trong đó đã có 7 gia đình chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên, dự án này chưa đủ điều kiện để được đưa vào kinh doanh trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Tỉnh Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về việc kiểm soát tham nhũng. Vào sáng hôm qua, chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng đã công bố bản báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cộng cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2022. Bản báo cáo này đo lường 8 chỉ số, trong đó chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công bố có 4 thành phần, đó là kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương, kiểm soát tham nhũng trong việc cung ứng dịch vụ công cộng công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công cộng cũng như quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền địa phương hồi năm 2022 tỉnh Bình Dương dẫn đầu về vấn đề kiểm soát tham nhũng trong khu vực với 7.94 điểm nhưng so với năm 2021 thì vẫn giảm 0.21 điểm trong 10 tỉnh dẫn đầu còn có tỉnh Phú Thọ Hà Nam Thanh Hóa Quảng Bình Thừa Thiên Huế Bình Định Ninh Thuận Tiền Giang Hậu Giang Ba tỉnh còn lại là Điện Biên, Lào Cai và Bình Phước trong nhóm có chỉ số thấp nhất. Trong 5 thành phố trực thuộc trung ương thì Hải Phòng có chỉ số kiểm soát tham nhũng cao nhất với 6.88 điểm. Đứng hàng thứ nhì là Hà Nội với 6.8 điểm. Thứ 3 là Đà Nẵng với 6.59 điểm. Thứ 4 là tỉnh Cần Thơ với 6.53 điểm và xếp cuối cùng là Sài Gòn có 6.32 điểm. Bản báo cáo cho thấy hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công cộng của các cấp chính quyền địa phương có phần giảm sút trong năm 2022 sau khi tăng liên tục từ năm 2015 cho tới năm 2021. Có chưa tới 75% số người trả lời ở tất cả các tỉnh thành phố cho rằng chính quyền địa phương đã nghiêm túc trong việc phòng chống tham nhũng. Ở 42 tỉnh thành thì tỷ lệ này chỉ ở mức dưới 50% mà thôi. Tin về hai phụ nữ bị biến chứng vì nâng ngực không phẫu thuật. Báo Lao động vào ngày 12 tháng 4 năm 2023 dẫn nguồn tin từ khoa phẫu thuật tạo hình và vi phẫu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thuộc Hà Nội cho biết có hai ca nữ bệnh nhân gặp biến chứng khi nâng ngực đệm mô lipid và nâng ngực bằng sóng xung kích theo quảng cáo của các thẩm mỹ viện. Bác sĩ Phạm Ngọc Minh là khoa phẫu thuật tạo hình và vi phẫu thuộc bệnh viện cho biết Hai bệnh nhân này đến khám trong tình trạng ngực đau nhức và có hai khối cứng không rõ là chất gì xuất hiện trong ngực. Cụ thể là cô THT, năm nay 30 tuổi ở Thanh Hóa, đã chọn phương pháp nâng ngực để mô lipid không cần phẫu thuật với giá 10 triệu đồng, tương đương 426 Mỹ Kim. Thế nhưng sau 2 tuần sau, bà T đã thấy có hai khối cứng bất thường xuất hiện trong ngực, hoảng hốt bà mới đến bệnh viện 108 để khám. Bệnh nhân thứ hai là cô BTH, 26 tuổi ở Hà Nội, khi đến chăm sóc da tại một spa thì được tư vấn nâng ngực bằng sóng xung kích, kích thích nâng ngực với giá 100 triệu đồng tương đương khoảng 4.264 Mỹ Kim. Vài ngày sau bà Hắc cảm thấy đau nhức kiểm tra bằng cách chụp cộng hưởng từ ở phòng khám gần nhà. Bác sĩ ở đó cho biết trong ngực bà xuất hiện các ổ dịch lan ra phía sau và xung quanh ngực. Bác sĩ Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh hiện tại các bệnh viện vẫn chưa xác định được chất lỏng mà spa đã chích cho bà T và chị Hắc là chất gì. Nhưng theo ông Minh, việc lấy chất lỏng ra khỏi ngực bệnh nhân để xét nghiệm cũng không hề dễ dàng vì có thể chất này là silicon lỏng đã bị cấm từ lâu. Nếu chất lỏng được chích vào ngực bệnh nhân là silicon công nghiệp, thì chất này sẽ bám dính vào các mô trong ngực, tăng nguy cơ gây ung thư. Vẫn tư liên quan tới Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 bất ngờ tăng mạnh, nhiều người phải được đưa vào bệnh viện và phải thở khí oxy. Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 4, Bộ Y tế Việt Nam ghi nhận số trường hợp bị nhiễm COVID-19 bất ngờ tăng cao là lên tới mức cao nhất tính từ đầu năm cho tới nay. Tin này đã gây ra nhiều sự lo ngại cho những Việt Kiều đang dự tính về thăm gia đình trong thời gian sắp tới. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn của Hà Nội, thì 3 tháng đầu năm nay, bệnh viện này ghi nhận có 25 bệnh nhân Tuy nhiên, chỉ trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng 4 đã tăng lên gấp 3 lần, tức là có tới 75 bệnh nhân bị COVID-19. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng là phó trưởng khoa bệnh truyền nhiễm thì bệnh viện Thanh Nhàn có số người bị nhiễm COVID-19 tới đây phần lớn là những người trẻ tuổi có triệu chứng bị ho, bị sốt, bị đau họng, họ tự test nhanh tại nhà rồi thấy có kết quả dương tính nên đã vào bệnh viện để khám. Các bệnh nhân này được kê đơn thuốc về điều trị tại nhà. Các trường hợp nặng bị suy hô hấp đã được chỉ định phải được đưa vào bệnh viện. Về nguyên nhân khiến cho dịch bệnh COVID-19 tăng rất nhanh và rất mạnh trong thời điểm này, thì các bác sĩ cho rằng có thể là do trong thời gian gần đây, người dân đã không đi chích vaccine phòng chống COVID-19 nữa, cho nên mức độ đáp ứng miễn dịch cộng đồng bị giảm đi. Bên cạnh đó là thời tiết nắng nóng rồi gió nồm ẩm thấp cũng là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh COVID-19 phát triển nhanh hơn và mạnh hơn. Tin về Quảng Nam vào top 4 điểm du lịch xanh của châu Á. Quảng Nam mới đây đã được trang du lịch nổi tiếng Wanderlust của Anh lựa chọn là một trong bốn điểm đến bền vững hàng đầu của Á Châu. Đến Quảng Nam, du khách dễ dàng tìm thấy những quầy hàng bán sản vật đặc trưng bởi các doanh nghiệp, và người dân nơi đây đều hướng tới phát triển bền vững, hạn chế lãng phí tài nguyên và chú trọng đến việc sử dụng nguồn cung ứng sản phẩm ngay tại địa phương. Quảng Nam còn có phố cổ Hội An, một địa điểm không thể bỏ qua với hàng loạt các hoạt động khám phá thiên nhiên như chèo thuyền qua rừng, rửa nước, đạp xe dạo quanh khu phố cổ, cùng những sản phẩm thân thiện với môi trường như tinh dầu, dầu gội, xà phòng đến bàn chải da đánh răng, túi đi chợ, chai đựng nước tái chế. Nơi đây cũng có một nhà hàng không rác thải, ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương và các sản phẩm tái chế cùng không gian được bao quanh bởi cây cối xum xuê, cánh đồng xanh bát ngát. Ngoài Quảng Nam, Wanderlust đã điểm tên ba điểm đến xanh khác của Á Châu là Bhutan, Singapore và đảo Atoro thuộc Đông Timor. Tỉnh Bình Dương có thêm một thành phố mới với tên gọi là thành phố Tân Uyên. Thành phố Tân Uyên của tỉnh Bình Dương được thành lập dựa trên toàn bộ diện tích là 191 cây số vuông và với dân số là 466.053 người. Trước đây là thị xã Tân Uyên. Đây là thành phố thứ tư của tỉnh Bình Dương sau các thành phố đó là Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An. Chủ tịch của thành phố Tân Uyên cho biết rằng chính quyền nơi đây đã kêu gọi các công ty và người dân của thành phố tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Tân Uyên mới gắn liền với các quy hoạch và định hướng phát triển đô thị đã được phê chuẩn. Mặt khác, với đặc thù là nơi đây có nhiều người nhập cư, cho nên thành phố Tân Uyên cũng sẽ chú trọng hơn nữa tới vấn đề hạ tầng cơ sở xã hội như là y tế và giáo dục để trở thành nơi đất lành chim đậu, mọi người cùng được hưởng thành quả của sự phát triển. Người dân nông thôn mua hàng online ngày càng nhiều. Trong vòng 2 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng của hình thức mua bán qua các mạng thương mại điện tử tăng trưởng mạnh. Nhưng bất ngờ lớn nhất chính là lượng khách mua hàng qua mạng từ nông thôn cao gấp 4 đến 5 lần so với người dân thành thị. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Sài Gòn B, kinh doanh trong lĩnh vực chuyển phát cũng cho biết tình hình tăng trưởng giao hàng qua mạng, giao hàng quốc tế đang tăng trưởng rất tốt. So với thời điểm sâu dịch, nhu cầu giao hàng chuyển phát nhanh, mua bán online xuất cảng qua các sàn thương mại điện tử quốc tế mỗi ngày một nhiều hơn. Bản thân công ty ông đang tăng trưởng khoảng 35% so với dịch. Nhu cầu khách hàng lớn nhất là người Việt sinh sống tại nước ngoài như Hoa Kỳ, Úc, Canada. Bên cạnh đó, khách hàng lẻ, các công ty kinh doanh mua bán online cũng khá nhiều. Còn theo ông Phạm Hồng Quân là tổng giám đốc công ty giao hàng tiết kiệm, người tiêu dùng Việt Nam đang có khuyên hướng gia tăng mạnh mẽ thói quen mua sắm qua mạng, nhưng đáng chú ý nhất là ở khu vực nông thôn. Cụ thể năm 2022, người mua sắm online ở nông thôn tăng vọt tới 200% so với năm 2019, trong khi khu vực thành thị tăng hơn 30% trong cùng kỳ. Phát hiện thêm 22 hang động mới tại tỉnh Quảng Bình. Vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ban quản lý Lâm viên Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình cho hay, trong chuyến thám hiểm tìm kiếm hang động đầu năm 2023, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh Quốc gọi tắt là BCRA đã phát hiện ra 22 hang động mới. Theo đó, 22 hang động này có tổng chiều dài là 11.700 m trong đó có 20 hang động được phát hiện tại xã Lâm Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa và xã Hóa Phúc, xã Hóa Sơn thuộc huyện Minh Hóa. Ngoài ra, còn có hai hang động tại Lâm Viên Quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng. Ông Howard Limber là nhóm trưởng khám phá hang động BCAA cho hay chuyến tìm kiếm lần này còn có các nhà thám hiểm đến từ Anh Quốc, rồi nước Úc và New Zealand với ba tuần để làm việc. Hiệp hội hang động khuyến cáo hàng loạt các hang động mới được khám phá có khá nhiều hang động không phù hợp cho lĩnh vực du lịch. Vì thế trước khi tổ chức cho các tour du lịch thì cần phải nghiên cứu, kiểm tra kỹ lưỡng độ an toàn độ cao của trần của các hang động các dòng chảy nước ở bên trong cũng như thành phần địa chất của các hang mới nói trên bên đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương.